Ủa, làm gì kéo tôi ra đây là nhân họp tổ dân phố vậy? Tại vì chỉ có mẹ là có thể giúp được tụi con thôi. Không ai, không bất cứ ai là có thể giúp tụi con luôn á. Giúp tụi con đi, nha. Thì cô giúp tụi con đi, cô mà không giúp tụi con là không ai giúp tụi con luôn á cô. Cô biết sao không? Cái công chuyện này cần một người phụ nữ từng trải, có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết về đàn ông như cô á. Làm sao? Ủa giúp cái vụ gì mà tụi bay làm nghe thấy ghê vậy? Làm như một cái vụ án gì nó to tát lắm vậy mà chuyện gì nói cho cô nghe. Đây, để con xin nói cho cô nghe. Chuyện này nó đơn giản, nó dễ ẹt luôn. Cô biết sao? Tình hình là trong khoảng thời gian vừa rồi con đã nhận được rất là nhiều đơn hàng. Người ta cứ gọi, người ta kêu là ship trà sữa nè, bánh tráng trộn nè, cốc ổi mấy ghim lắc xoài đắt này nọ đó. Cái món đó bây giờ tuổi trẻ mê lắm con. Con biết rồi, nói chi ai. Trời ơi cô ơi, mà trong khi cái đơn hàng mà người ta đặt những cái món đó nó rất là nhiều, thì con mới lóe lên một cái suy nghĩ rằng là tại sao mình không chịu tự làm, tự sản xuất ra, tự bán, tự đi ship luôn. Hay chưa, cô thấy cái idea đó hay không? Hay quá cô. Thì buôn bán vậy có thêm thu nhập thì tốt. Dạ đúng rồi. Nhưng mà tụi con bán cái gì? À đó, thì con vừa nói đó, trà sữa, nói chung là các thể loại ăn vặt. Mà cô biết sao, tụi con là đội ngũ đã đầy đủ hết rồi, từng khâu bộ phận. Nhưng mà chỉ thiếu có mỗi khâu thôi. Khâu gì? Dạ, là cái khâu mà chế biến sản xuất ra cái món đó đó cô. Đúng rồi đó mẹ. Mà cái khâu đó là ai? Ai là người ứng cử viên xuất sắc nhất? Chính là cô. Là cái khâu làm trà sữa hả? Dạ. Thôi, thôi đi mấy bà ơi, tôi chỉ biết làm nước sâm thôi, làm gì biết trà sữa mà kêu tôi đi làm mà ra. Kìa, mẹ làm cho con uống ngon quá trời luôn. Mẹ tự làm cái chân trâu đường đen gì đó. Ngon lắm. Đúng rồi. À, vậy là con đi đồn với mấy đứa này hả? Sao không phải đồn, mà không hổng là tự nhiên cái mẹ làm cho con, xong con đem vô công ty con làm, xong con uống, xong mọi người thấy ngon quá con mới giới thiệu đó. Cô khổ ghê không, con đi hại mẹ. Ủa hại cô gì? Cô cái này là con làm là theo là cái kế hoạch win-win, cô hiểu không? Tức là tụi con có lời, cô cũng có lời, bây giờ cô muốn sao bây giờ? Con mấy tụi con chia 50-50 cho cô. Đúng rồi. Tụi con 50. Sao mày đưa chưa gì hết mà đưa vô cái mày tính tiền bạc, mày tiền bạc quá vậy? Hay giờ cô muốn 60, 70 hay sao? Tao muốn 100 luôn được không? Trời chết đó cô. Cô làm đi cô. Cô lo cái gì? Cô làm thì được. Quan trọng là bán thôi, người ta có mua hay không. Trời, cái đó mới là quan trọng chứ, mình làm gì vậy? Bảo đảm cô làm ra ngon là người ta sẽ mua liền đó cô. Đúng rồi. Bây giờ cô nghe lời tụi con. Cô cứ nghe lời con nấu một nồi trà sữa. Nếu như bán được thì mình có lời. Bán không được, mình bán sữa chua cô. Trời ơi. Cái món gì mà độc dữ vậy? Sữa chua trà trưng trâu trường trang. Trời ơi. Hấp dẫn nha. Cái tên kìa hay ha. Sao vậy? Sao nghe cái tên đau bụng quá. Ủa, vậy? Em lố quá. Buôn bán mà đau bụng sao được. Ê, vậy tao bán thêm thuốc tây được đó. Trời ơi, nó giỡn chứ. Cái món của mày kỳ quá. Giỡn quá sao mà bán ế được. Nó giỡn thôi chứ bán được. Rồi thôi được rồi. Nếu vậy mà nè, cô chỉ nấu thôi chứ cô không có bỏ vốn nghe chưa. Trời ơi. Cô yên tâm, đây là vốn mà tụi con bỏ hết. Rồi nếu vậy là cô đồng ý. Thì đó cô. Dạ, chị nói đi, em nghe nè. Rồi, 10 ly, rồi, 5 ly ít sữa, rồi, chân dâu đen, rồi, chị cho em xin cái địa chỉ luôn nha. Chị ở chỗ cũng ít xa quá ha. Nhưng mà không sao, chị yên tâm, tụi em làm miễn thu tiền ship. Dạ. Rồi ok chị. Số điện thoại nữa chị nha. Rồi ok. Ok, chị yên tâm nha, tụi em có gì ship hồi chị liền. Dạ. Rồi em chào chị, lần sau nhớ gọi tụi em nữa nha. Cảm ơn chị. Hay quá chị. Bởi vậy, biết sớm như vậy là mình phải làm cái sự online trước rồi. Sáng giờ ngồi nghe điện thoại không, ghi mấy chữ mà cũng hơn chục đơn rồi. Chuyện này mà tôi bắt đầu sự nghiệp bán hàng online từ sớm mà có khi bây giờ giàu rồi. Quá.
thì tôi nói nghe nè, bây giờ tôi cũng mới nhận thêm một cái đơn hàng nữa, tôi đọc cho nha. Vậy hả? Tôi làm liền á, bà nhắn tin địa chỉ qua cho tôi nha. Rồi bà nói cô Hà có gì làm nhanh nhanh lên nha, giao tới 10 ly lận á. Ừ. Trời ơi, vui quá à. Ê, bà ở đó bà có gì phụ cô Hà nha, để tôi ở đây á, tôi chăm chỉ tôi nhận đơn hàng cho. Khách đặt hàng phải không? Dạ đúng rồi. Bao nhiêu ly? 10 ly trà sữa, 5 ly thêm chân trâu, 5 ly không chân trâu nhưng mà ít đá. Làm khách anh trước đi, khách anh nãy gọi trước mà. Khách anh sao? 3 ly chân trâu đường đen, rồi 3 ly chân trâu đường trắng. Ly chân trâu đường trắng không bỏ đường đen, ly chân trâu đường đen không bỏ đường trắng nữa. Tụi bây giờ tụi bây bỏ luôn đi, tụi bây nói gì tùm lum tà la. Tao có không có nhớ, hồi tao bỏ là đường phèn. Ôi luôn là, nó chết bây giờ đi, nè mai mốt nè, rút kinh nghiệm, để cái cây ghim đây nè, cái gì á, con cái ghi vô tờ giấy con ghim lên là cái gì gì thấy gì nhớ gì làm. Dạ. Bây giờ nói lại cái nãy gì vậy? Con nói gì cũng quên luôn. Trời đất ơi, trời buôn bán chỗ này chắc tập tiệm sớm quá. Trời ơi, sao mọi chuyện nó suôn sẻ dữ vậy nè. Đúng là người ta nói thời tới cản không nổi. Alo. Dạ, em tới giao đồ cho chị nè chị. Chị có phải là chị Nguyễn Thị Biết Điều không ạ? Phải. Dạ, dạ. Anh đang đâu? Dạ, em đang trước nhà nè chị nè chị Điều ơi. Anh ở trước nhà tôi hả? Dạ. Tôi ở trước nhà này có thấy anh đâu. Em đứng trước nhà chị đâu à chị? Tôi này nè. Dạ. Anh ơi. Ủa? Chị Điều. Dạ. Em tới em giao trà sữa cho chị nè chị. Dạ, dạ, anh cứ giao. Alo. Dạ. Ok, ok. Sao anh? Không, bây giờ em lấy trà sữa nè. Cái gì thì em lỡ đặt rồi. Ừ. Không sao hết. À chị... Nhưng mà tối nay sao? Ừ, tối nay Chị cũng chị. Được chị, hả? Chị, em giao trà sữa. Rồi, ừ, đợi chị tí. Ờ, đúng rồi. Không, nhưng mà em thấy nó cũng bình thường thôi, chứ nó không có cái vấn đề gì hết. Chị ơi, chị ơi. Hả? Chị Điều, chị làm ơn chị Biết Điều rồi xong á chị bỏ cái điện thoại xuống chị. Anh đợi em tí xíu nha. Nè nha, anh giao trà sữa nha chứ không phải anh làm ba làm mẹ tôi nha. Tôi đang nói chị điện thoại không thấy hả? Anh không lịch sự gì hết vậy? Không phải, tại vì chị nói chị kêu tụi em mà tới sớm đúng giờ cho chị, em giao cho chị. Rồi sao chị không chịu lấy thì chị gọi điện thoại làm sao? Trời ơi, tôi đang nói chuyện với bạn của tôi. Bạn của tôi có việc gấp, tôi phải nói chuyện điện thoại với bạn của tôi. Anh đợi tôi 15 phút không được hay gì? Chị ơi chị. Tôi sao? Nè nha, chưa nói nữa nha. Tự nhiên kêu tôi bằng chị. Tôi bao nhiêu tuổi anh biết không? Nhìn tôi trẻ như vậy nè, đẹp như nè, anh kêu tôi bằng chị là sao? Không phải, em là shipper, em phải lịch sự. Tôi không thích. Anh kêu tôi bằng chị, tôi không lấy trà sữa. Trà sữa của em nè, tổng bill là 330. Trời đất ơi, trà sữa gì đâu mà tan đá hết trơn vậy? Anh là shipper kiểu gì kỳ vậy? Chưa nói nữa nha, hàng hóa gì đâu mà trên hình thì đẹp lung linh, ở đây thì trời ơi, nhìn thấy ghê. Đổ hết tùm lum tùm la. Ủa nè chị, nè em đưa không cho chị đàng hoàng hàng hóa đâu. Em đưa cho chị đàng hoàng, đưa qua tay chị là chị cà sọc vậy hỏi sao đâu mấy. Anh mới làm gì đó, đó thấy không? Anh bán hàng cho tôi mà anh giao đồ mà anh sọc vậy lấy gì tôi uống? Tôi uống nhức đầu tôi chết rồi sao? Nè, đá lắc còn kêu lọc cọc là chị nói tan đá hết là bây sao giờ vậy? Vậy rồi sao nè, anh nhìn đi. Anh nhìn một cái ly trà sữa như thế này lấy gì tôi uống? Đó, đổ hết, uống hết tay tôi rồi. Bây giờ lấy gì uống đây? Anh làm ăn kiểu gì kỳ cục vậy? Còn nữa nha, trà sữa kiểu gì mà không có nhãn hiệu gì hết. Rồi ai biết cái mấy ngày là mấy cái gì? Quá chất không, tôi uống vô tôi đau bụng tôi chết hay gì? Chị, trà sữa này đặc biệt là nhà của em làm, chính tay má của em làm. Thôi, đừng nói. Em đảm bảo với chị là trà sữa này nhà mẹ em làm rất là vệ sinh, thực phẩm đàng hoàng chứ không uống vô không. Đảm bảo như anh cả. Tất cả mọi người bán trà sữa đều nói như vậy, nhưng mà tôi đâu biết. Đúng không? Bây giờ vậy tôi uống lấy á, tôi bùng hết rồi sao? Vậy chị bùng thiệt đúng không? Ừ. Thôi được rồi. Có 330.000 thôi. Cũng không đáng là bao hết á, nhưng mà tôi biết được á là cái con người của người này như thế nào. Tôi cái sao? Tên Biết Điều mà không có Biết Điều. Tôi rất ăn nói ngang ngược. Tôi không ngang ngược. Chị coi lại chị đi, mặc bộ đồ sang thiệt á, nhưng mà mở miệng ra một câu hai câu nó không có sang. Với cái tính cách như chị đó, bây giờ chị có đặt hàng ở đâu hả cũng không ai bán cho chị đâu. Xin lỗi à. Chào chị. Chào anh à. Buôn bán gì kỳ cục. Không biết ai đâu mà uống. Mời. Cái tên thì đẹp lắm, còn cái con người thì phải coi lại.
cái gì được không? Nó tới đâu rồi? Đang hết trơn. Ê, ê, có khách, có khách. Bưng bưng hai ly trà sữa này ra lại con. Hỏi người ta uống gì? Em uống gì em? Cho em hai ly trà sữa. Thấy chưa? Hai ly hả? Đi có mình uống hai ly dữ vậy cưng? Lát bạn em tới mà. À, đi với bạn à. Chờ anh xíu có liền. Cái thằng mắc dịch này kêu bưng tới uống trà sữa mà rồi cái mày đứng mày tán mày, mày nói gì ngoài vậy hả? Con hỏi thăm khách. Là uống đi. Cảm ơn anh. À, em uống đi này. Ủa rồi hồi nãy kêu cùng nhau đâu anh? Nãy đứa nào kêu trà sữa mang đi? À, con quên rồi, hỏi em đi. Dạ 5 ly trà sữa trân châu đường đen, 5 ly đường trắng. Dễ thương quá. Dạ. À, mua đâu đẹp đẹp vậy em? Bạn tặng. Bạn tặng. Ở đây vậy cũng dễ thương quá, mua đâu vậy? Bạn tặng luôn. Cái người em đã tặng hết à? Tặng anh cho em được không? Giỡn 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 anh giỡn mà. Giỡn giỡn. Ê cái gì vậy mày? Dạ dạ con lau bàn lau ghế con. Mày ba mày ra đây mà phục vụ trà sữa nha. Dạ dạ. Chứ phải mày là khách nha. Dạ. Rồi hồi nãy mày dặn. Dạ, mày dạ. Ngồi đó luôn hả? Dạ con lau bàn. Con lau bàn. Hồi nãy mày dặn tao mấy ly trà sữa. Con quên rồi, hỏi hỏi con bé nhã luôn. Dạ, 5 ly đường đen, 5 ly chân châu, 5 ly chân châu đen, 5 ly chân châu trắng. Anh hỏi thiệt nhớ nó chặn tao cái gì mà rối lắm á tao. Em thích uống trà sữa không? Cái gì mà thích chứ. Bên đường đá gì đó. Em uống trà sữa vì em biết là trà sữa vậy là trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà không em? Em nghĩ là trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà gì nào cũng được mà. Thì đó, thì anh đổ em hay là em đổ anh cũng vậy mà. Ủa gì vậy? Tao làm gì bạn gái tôi vậy? Ủa anh, bà gái anh hả? Em không biết. Em tới ngồi em lau bàn cho chị mà. Lau bàn? Dạ. Con cái gì? Con sợ anh ơi. Lau bàn. Lau bàn. Anh ơi. Cái gì vậy con? Cứ từ từ nói. Cái gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Thằng nào mập 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 bóc sọc. Sẽ để chân mập bóc sáng của trời vậy? Ok ok. Cái gì vậy con? Uống trà sữa đi. Em giỡn mà anh. Có gì đâu. Quạo nha. Dạ dạ xin lỗi. Dạ dạ xin lỗi. Dạ dạ dạ. Mày làm gì vậy? Mày bán trà sữa mày ra mày tán gái chi mà chửi cho tao quýnh mày vậy thằng quỷ rập. Con đâu biết nó có bồ đâu. Mày khùng quá. Chắc tao giọng cái ly trà sữa vào mặt mày á. Cái chuyện có bồ không có bồ là chuyện của người ta. Mày thấy gái mày tâm tướp vô mai mày nghỉ nha. Tao không có cho mày làm đây nữa nha. Thôi cho con đi lấy đá đi. Mày đi lấy đá đi. Yeah. Gì? Mày xin cái thùng đá tao đi đâu? Lên thùng đá lấy đá chứ. Tao kêu mày đi lấy đá mày ra mày đá người ta bỏ vô xe mày chở đi chứ mày xin cái thùng để làm cái gì mày điên rồi hả? Rồi dạ con đi sao ai cũng trà sữa vô mặt mày đó. Sao ai cũng muốn đánh tôi hết trơn vậy? Đánh mày là phải rồi. Làm không lo làm đâu đi tán gái à. Chọc ghẹo. Thằng này tật nó không bỏ. Tao nghi ngày nào cái xe trà sữa này bị sập tiệm mà không phải vì bán ế mà vì đánh ghen á, người ta tới người ta đánh ghen xong người ta sang bằng cái xe này luôn nè.